mừng cho đôi trẻ thành hôn, trăm năm kết tóc kiền khôn lâu dài, sắc cầm hảo hợp bền dai, phụng loan ứng lứa đẹp thay duyên lành. Ngày 22 tháng 2 năm 2020, nhằm ngày 29 tháng 1 năm Canh Tý, chùa Hoằng Pháp tổ chức lễ hàng thuận cho hai cặp đôi tân lang và tân nương, chú rể Đào Thành Lộc và cô dâu Lê Thị Thu Hà, chú rể Nguyễn Bá Quỳnh và cô dâu Đặng Thị Hoa. Dưới sự chứng minh của Tam Bảo cùng sự có mặt của họ hàng hai bên, các đôi tân lang và tân nương đã thực hiện những nghi lễ truyền thống như lễ bái Tam Bảo, lễ bái cha mẹ hai bên, trao nhẫn cưới cho nhau và cùng phát nguyện trọn đời chung sống theo những nguyên tắc đạo đức mà Đức Phật đã dạy. Ba là sắm những đồ dùng cần thiết cho vợ như quần áo, trang sức. Nếu như gia đình có khả năng sẽ không bao giờ hẹn hò với vợ của mình. Thượng tọa Thích Trân Tính, chủ trì chùa Hoằng Pháp, thay mặt hiện tiền chư tôn đức tăng chứng minh, ban bố những lời huấn từ về đạo vợ chồng. Người ta nói rằng yêu nhau mà không sống chung được với nhau là khổ. Thế nhưng đã sống chung với nhau mà không hòa hợp, ra gặp mặt, vào gặp mặt thì cái này lại khổ hơn nữa. Mà trong kinh Đức Phật gọi là oán tán hội khổ. Ghét nhau mà phải ở chung với nhau cái này mới là khổ. Còn thương nhau mà không ở chung được với nhau cũng là khổ. Nhưng mà vậy chứ còn đỡ hơn. Về ở với nhau mà hai người ghét nhau, thù nhau mà cứ gặp mặt nhau hoài thì cái này mới là khổ. Cho nên là cần phải có cái sự hòa thuận thì hạnh phúc mới bền vững. Thầy đã nhấn nhủ rằng yếu tố mấu chốt để giữ gìn hạnh phúc gia đình đó là hòa thuận. Hòa chính là gốc an vui. Vợ chồng hòa thuận thì trong ấm ngoài êm, cha mẹ hòa thuận với con cái thì gia đình duy trì được đạo đức gia đình và việc giáo dục những thế hệ sau sẽ dễ dàng hơn. Kết thúc buổi lễ, các cặp đôi tân lang và tân nương cũng như họ hàng hai bên đã có buổi cúng dường trai tăng trong không khí trang nghiêm thanh tịnh.